thằng thứ nhì nó đánh cái nó gom biển đi 400 điểm thôi. Wow. Cứ đi góc góc nó đi vòng hết. Dạ. Nó bắn cái kỹ thuật nó đem nó là rát xâm lê cái bi á. Yeah. Là gom bi. Gom bi. Bi hay lắm. Hay quá. Cái đó là thường, cái đó là đạt cái trình độ. Bây giờ họ không chơi, anh thấy cái giải quốc tế bây giờ anh vô trong cái cozoom.com đó. Yeah. Anh mở tôi cho anh cái cozoom.com. Không biết có tên trong tôi trong đó hay không. Yeah, nhưng mà cô ở bên cozoom cô đắp vậy. Yeah. cozoom.com. Yeah. Anh coi mấy cái dự tranh của quốc tế mà nó đánh không đánh liếp nữa, đánh 300-400 điểm anh nó bị cảm. Yeah. Vì cái đổi giờ đó. Yeah. Cái ore de calage ore nó qua bển đó thì cũng là đánh ba cũng thú vị đó. Yeah. Mình chỉ biết cái technique đánh à, hầu đó bên đây tôi cũng chơi liếp rồi, nhà liếp là đánh liếp đó. Yeah. Còn bây giờ qua bển là tôi chỉ được đánh. À. Cũng có chuyện chơi nào có. Dạ, chỗ mà đền bù với lại cái thời gian mà họ chơi đi trốn học. Người ta khuyên nên về bển mua hơn mua đồ để Đài Loan không tốt thì tôi mua thử chơi gì. Rẻ là mấy cái bao ở bển. Dạ. Bao mắc vậy. Ở bển một cái bao bên đây tôi mua được hai cái cờ mà ở mua hai cờ nó cho hai cái bao luôn thì này tôi mua tôi đem về bển có ai mua tôi học trò tôi mua tôi bán lại. Dạ. Học trò tôi là mấy bà bảy mấy tám mấy tuổi có. Họ về hưu đó. Họ về hưu cái rồi họ tới họ chơi cũng qua cái ngày thứ tư thôi anh biết không. Lady Fur hả? Lady Fur hả? Vui vậy đây. Tôi đâu ngờ không có nghe cái giỏi cái đó nữa. Còn bà ra còn gì nữa không? Còn nói gì nữa không? Ngày ra nhưng mà tập visa cho mấy bà thì chắc nản lắm hả? Không, mấy bà có nhõng nhẽo không? Không có nhõng nhẽo nhưng mà cũng chậm hơn mấy ông. Ừ. Vui thôi rồi. Rồi tôi ở nằm trong cái club professional á, club chuyên nghiệp của tụi đánh giỏi rồi chiều lại rồi đánh chơi uống nước nói chuyện làm ly rượu đỏ rồi. Mà mình là hãnh diện hơn là người Việt Nam. Mình vô trong vòng có một năm rưỡi mà mình điều khiển một cái technique với lại mình điều khiển một cái hoạt động nó có cả hàng trăm năm. Thấy không? Họ để mình. Nhưng mà tại vì cái phong trào visa nó càng ngày nó càng xuống, không phải như ở đây. Xuống hả? Xuống. Là tại vì visa phân. Bà ta ở đây nó cũng ở đây nó mới bắt đầu chơi lợi thôi. Ừ. Nhưng mà tại vì ở bển á bên ở trời Âu với Mỹ nó chơi visa lỗ à. Visa lỗ, visa Mỹ đó. Visa America. Chơi cái đó không có nghệ thuật phải không? À. Chơi cái đó đâu có thấy nghệ thuật gì đâu, dọc cái rầm một cái bi chảy tùm lum tà la hết. Lọt vô lỗ. Ờ. Đâu có nghệ thuật gì đâu mà nó ồn ào nữa. Không đánh bây giờ phân hay hơn à. Ờ nó có nghệ thuật. Ở bển anh biết cái giải anh coi truyền hình đây không chứ. Ở bển nó snooker đó. À, tụi nó thắng một lần nó vô chung kết nó đánh cũng cả $100,000. Mà tôi không có tập cái đó. Tại vì mình cái mình quen cái visa phân rồi. Hồi đó lên đảo đi tàu đó. Lên đảo Hồng Tre, Hồng Nghệ, Hồng Rái, Hồng Thổ Châu, Nam Du, tới Thổ Châu, Tuốt, Vịnh Thái Lan, lên là có bà visa. Tàu neo nó làm gì, lên đến visa, cá độ. Hôm trước ông sếp tôi ông gửi một cái file video clip mà quýnh nhiều trái đó. Yeah. Cái thằng tàu đó nó quýnh, quýnh có hai cơ mà sạch hết. Trên bàn. Trên bàn, sạch bách, hai cơ thôi. Bún cơ đầu tiên là bi chạy một đống rớt lỗ, một đống còn. Cơ thứ hai, hết luôn. Anh nghĩ là không tưởng tượng cái được. Cái đó là bia thuộc về... Cái đó mình không tưởng tượng được là bún như vậy đó. Hai cơ. Artistic là kêu bằng người mỹ thuật như anh, cái nghệ thuật á. Nó chơi như vậy. Nó giỏi là một chuyện, là anh biết may đó. À, nó có may mắn trong đó nữa. Đánh một cái bia là... À, đọc lại đi. Hả? Đọc lại tôi ghi. Trăm năm trước thì ta chưa gặp. Trăm năm sau biết gặp lại không, cuộc đời xác xác không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Rồi còn câu này nữa đọc luôn. Câu nào nữa. Còn câu mỗi nữa. Việc rồi cũng qua, thành bại rồi cũng bỏ, đến đây hai tay trắng trở về công dân dương. Trời nữa. Không thèm nói nhiều, nữa. Nói nữa ha, mới nữa. Nữa. À. Thôi kệ. Okay. Rồi mọi việc rồi cũng qua hết. Làm gì nữa. Thank you.
còn gì nữa nhiều lắm vì buồn thôi lại về anh nói câu này cũng hay đó ảnh câu nói cũng tâm lý biết sao ông nói là được cái này thì phải mất cái kia cái câu đó hay đó. Để an ủi nhiều khi mình không bây giờ tôi hỏi tóm lại thích câu nào nhất hả thích câu nào nhất tôi thích câu nhất là trăm năm trước thì ta chưa gặp nhiều khi tôi nói với bà xã lấy điểm bà trăm năm trước thì ta chưa gặp trăm năm sau mới gặp lại không cuộc đời sắc sắc không không thôi thì hãy sống hết lòng với nhau thì giống như nguyện bữa tôi có nói anh thích cái câu nào nhất câu nào cũng thích cái câu nào ông đó. Câu nào thích nhất tại vì nó có cái nhất nữa mà tại nhiều câu nhất mọi việc rồi cũng qua thành bại rồi anh biết tôi đưa nguyên một cái cuốn tôi đóng một cuốn ba tập của anh là tập thứ nhất là cha mẹ tập thứ hai là phụ dân tập thứ ba là dì Xuân đó mấy câu thơ Xuân có thì tôi hỏi những cái người mà họ xem hết cái cuốn đó rồi tôi hỏi một câu thích cái câu nào nhất nặng chi nặng coi có trùng với cái câu mà mình thích hay không có nhiều người đáp rất là trùng với tôi vậy hả anh biết câu gì không câu gì anh đã biết là vô thường sao còn phiền não đó là cái câu tôi thích nhất còn anh thích câu nào đã biết là vô thường sao lại còn phiền não tôi cũng tại vì đó. Tất cả mọi vật đều là không có giá trị gì hết mà mình đâu có giữ lại được mình liếng tiếc nó làm gì liếng tiếc nó để rồi còn buồn phiền não còn vấn vương còn mắc nợ nó chỉ là một vật vô thường không giá trị gì cả tôi cũng có cái may mắn là khi mình viết được mấy câu đó viết ra thì cũng nhiều người thích đó nhiều người ta thuộc lòng luôn á nên là điều đó là mình vui anh thấy anh đi dạy học mà một đứa học trò mà nó nghe lời anh mà nó tâm nhiễm cái câu anh nói mà anh viết một cái câu mà ta treo trong nhà tôi treo cái bức tranh đó từ 2004 anh qua tới bây giờ coi như là 6 năm rồi mỗi ngày trước khi mình ở nhà bởi tụi đồ mỗi câu tôi nghiệm lại thấy không mà bây giờ tôi mới nói anh là mai mốt tôi đem đến đây hai tấm hình để nhờ anh biết dạ được anh câu thứ nhất là ta về ta tắm ao ta dù trong dầu đục ao nhà vẫn hơn câu thứ hai đó là được cái này thì phải mất cái kia phải không được cái này mất cái kia rõ ràng chứ không lần chứ không nên được hai cái không bao giờ được kiều lấy ra chứ cái bộ ba tâm á bữa tôi có đưa anh bộ ba tâm chưa trong cái bao giải đó ba cà có rồi cái này mới hả tôi tặng cho cái này mới ra lấy cho hai bộ bài cào bộ đôi này mới ra hả hai bộ bài cào 50 chữ mà chữ câu nào cũng hay á chứ anh có nào phải không dạ chưa có cho tôi gửi tặng anh cái này món quà nhỏ này thì sẽ tiếng Pháp anh tiếng Pháp tại vì tiếng Anh tiếng Pháp thì tôi cũng tiếng Anh qua bển đặng tặng người ta cái này tôi cũng làm láng hết luôn dạ cảm ơn anh rồi đây tới chơi còn được quà uống trà uống được nghe